Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu các bạn tham gia một chương trình nai góp nhãn 200 token gram, giá trị tương đương của khoảng 20 đô các bạn. Để tham gia giá hôm nay, các bạn cần liên phần link mô tả dưới video, mở link form ra các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè bạn. Các bạn join vào kênh group và kênh seller nha các bạn. Đây, chết bà, để mình bỏ một con nữa các bạn. Quantum, bỏ con này đi. Các bạn chờ mình bỏ con nào cho nó xứng đáng các bạn. Bỏ con này đi. Các bạn xôn xao các bạn. Mình sẽ nhận được 200 token RAM nó còn tương đương 20 đô nữa các bạn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi sau khi các bạn bắt up xong, các bạn nhấp vào ba gạch bên cùng, các bạn vào setting nha các bạn. Các bạn copy cái username Telegram của mình nha các bạn. Là cộng anh 1133. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. @anh1133. Tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter này các bạn. Follow tờ Twitter của dán game swap. Các bạn chờ chút xíu nha. Đâu nhỉ? Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi các bạn. Sau khi theo dõi xong thì các bạn bắt đắp lên các bạn. Xuống đây thì các bạn request cho Binbot tăng 5 người bạn vào nha các bạn. Xuống đây thì các bạn like nè các bạn. Rồi các bạn chích chắn với tờ quýt nha các bạn. Các bạn tăng 5 người bạn của mình, các bạn gõ cộng là ra hiện những người bạn của mình nha các bạn. Dán này. Rồi các bạn tự quyết lên nha các bạn. Sau khi các bạn tự quyết xong thì các bạn bắt up lên nha các bạn. Các bạn chờ tự quyết chút xíu các bạn. Rồi các bạn mở cái link form mình ra lại nha các bạn. Tiếp tục xuống đây thì các bạn subscribe kênh YouTube nữa. Bạn bấm vào nha các bạn. Vì mình đã đăng ký rồi các bạn. Sau khi các bạn bấm vào đăng ký xong thì các bạn bắt đáp lời. Các bạn trả lời đúng form này các bạn. Thì các bạn dòng đầu tiên thì các bạn điện lại username Twitter của mình nha các bạn. @MMO@Win. V này là H9 nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ lên cái link Reddit bot này các bạn. Thì các bạn mở Twitter mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba cho cuối cùng, các bạn nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài tự viết. Bài viết các bạn đã review viết nè các bạn. Rồi nha các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Sau khi sao chép liên kết xong thì các bạn bắt đắp lên nè các bạn. Các bạn dán link review viết vào đây nè các bạn. Tiếp tục các bạn gửi lên đường link và profile YouTube của mình, thì các bạn mở YouTube của mình ra nha các bạn. Trên YouTube thì các bạn nhấp vào ba cho bên cùng nữa các bạn. Các bạn nhấp vào kênh của bạn nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cái trên cùng nữa, các bạn bấm vào chia sẻ nữa. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mở địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 của mình ra các bạn. Các bạn sao chép địa chỉ BNB Smart Chain nè các bạn. Các bạn sao chép địa chỉ với mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Các bạn gọi là chatbot nè các bạn. Để cho nó phơm chứ lắm. Tiếp tục các bạn cái phơ này là các bạn liên giùm mình @anh1133 nha các bạn. Mình có lấy phần link mô tả cho các bạn đó. Rồi các bạn bấm gạo là xong các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 200 token game. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.